Hello Canister thân yêu của anh Tâm và anh Vũ. Nhìn lại năm 2020 vừa qua với rất nhiều sự thay đổi biến động của dịch bệnh nè, thiên tai nè. Tuy nhiên toàn net của chúng ta đã rất xuất sắc khi hoàn thành hơn 130% chỉ tiêu MDRT, góp phần vào công cuộc đào tạo MDRT chung của AA Việt Nam. Trên đà thành công của năm 2020-2021, chúng tôi sẽ luôn cam kết đồng hành cùng các bạn để đẩy nhanh tiến độ MDRT và cam kết và giữ vững phong độ trong năm 2021. Với tiêu chí Festa ngay từ những tháng đầu tiên của 2021, anh cũng như anh Vũ và toàn thể các manager của NES sẽ luôn bên cạnh, sát bên tụi em, chắp cánh cho tụi em bay cao bay xa hơn. Mong rằng tụi em sẽ có nhiệt huyết để tiếp tục cố gắng về đích an toàn cho danh hiệu MDRT trong năm 2021 thực sự hoành tráng nhé. One team, one dream, and be heard for you.